lấy đi là phải cái chín chừng. Đây là nó già rồi. Già nóng quá. Già nóng. Ủa sao nóng vậy? Bị cảm hả? Rồi rồi sắp tới là ngày ngày có biết ngày nào là thi kể chuyện không? Dạ. Có biết ngày nào là thi kể chuyện không? Thật ra giờ này cô cho mấy bạn lên Bác Hồ á. Cô lên. Rồi nó kiểm tra lại luôn. Kiểm tra lại. Rồi cái can. Rồi đất nước rồi. Thấy cầu đó. Này. Nè, Diệu Anh có thấy bài của con sai nhiều không? Tại sao vậy? Tại sao lại phải sai nhiều vậy? Không tập trung hả? Không phải. Chứ sao? Sao phép trừ tính thành phép cộng hết trơn rồi. Phải không? Ít là sai đó. Nha, mình muốn lưu ý nhà này 20 trừ 4 có bằng 24 không? À. Sao? Hai mươi trừ 2 tức là mình bớt đi 2 đơn vị mà. À, hai đơn vị mới đi hai đơn vị thì 20 trong chưa nhanh quá vậy đổi sai không cái gì đây thầy? Thầy ơi hả? Cái này cái gì vậy? À cái game center đấy hả? Game hả? À. Cho mấy này sao? À, Bixi á, có đi chơi chưa? Chơi thử chưa? À. Ủa là sao? Rồi. Con thấy cái này không phải chỗ Bixi. Không phải chỗ Bixi ra đâu. Người ta giới thiệu cho đó Bixi á. Đâu Bixi, đâu Bixi ạ. Mà Bixi mà mới được. Con đi xong hết trơn rồi. Hôm nay con làm kiểm tra thôi, không có bài tập gì hết á. À, chơi luôn. Sướng quá rồi. Đây là kiếm bài cho con làm. Đây sửa bài. Bữa sửa hết này rồi, đúng không con? Rồi. Đây coi cái này sao nữa.